Rồi, bây giờ về tượng Ý của Lai Nhân. Trước. Đúng không? Người này Quý Mão 963. Đúng không? Quý Mão thì Lai Nhân Cung tại đâu? Lai Nhân Cung tại Phu Thê. Rồi. Lâm bây giờ chỉ phân tích trạng thái ở D đi. Lâm phân tích thử xem nào. Đầu tiên là nhìn thấy Lai Nhân Cung tại Phu Thê không? Lâm Vâng, đâu? vừa đây em lag quá, chưa nghe thấy tiếng gì. Nhưng Ờ. đến đoạn đoạn cuối thì thầy nói về Phu Thê thì em nghe rồi. Cả Ừ, Lai Nhân Cung đây và là Phu lá số Thê mới thì rồi. các cái vấn đề. Vứt một lá số vào tay thì bây giờ phải nhìn cái gì trước, đúng không? Khí gì là chủ đạo? Em nhìn Lai Nhân Cung. Nếu nhìn thì em sẽ nhìn Lai Nhân Cung trước. Bởi Ừ. vì là nó trùng với can của năm là can quý thì Lai Nhân Cung của người này sẽ là cung Phu Thê, thì các vấn đề trong cuộc sống người này sẽ xoay quanh các vấn đề liên quan đến Phu Thê, thì các cái duyên nợ của người này thì cũng sẽ liên quan đến Phu Thê luôn. Ừ. Và đây cũng sẽ là một trong những cái cung quan trọng trong cái lá số, bởi vì là nó sẽ cấp khí đi, cho nên là người này nên là phải có Phu Thê hoặc là nên có một cái tình duyên gì đấy thì để cuộc sống nó khởi sắc hơn. Rồi. Tiếp theo là Phu Thê thì để em nghĩ pháp. Mọi lần xét ra như cùng toàn ở cùng đội với hôm nay tự từ ra như cùng sang bên ngoài. Ừ. Lai Nhân tại Phu Thê, định vị Phu Thê. Đúng. Nghĩ đi. Thôi, bây giờ phải cho mọi người bắt đầu chạm vào dần đi. Nếu không có thì đến lúc sau là hết. Thì phải biết xử lý Nếu cái gì mà trước Lai chứ. Nhân Cung và nếu mà Lai Nhân Cung ở Phu Thê thì có khả năng là người này cũng sẽ dễ được nhờ đến cái người phối ngẫu của mình. Tạm thời em có những phân tích như thế thôi. Ừ, thế còn tiếp tục nhìn vào khí của ông hay mới xem được con. Bây giờ phải À người bắt về đầu quan theo sát trình đây tự là luôn là sử về. dụng. Ừ, À vâng. phân Thì tích căn luôn. can quý thì phá cự âm lam thì phá quân ở thì nó sẽ thì các cái vấn đề trong cuộc sống người này sẽ liên quan nhiều đến nhân, bởi vì nó sẽ có hai cung mệnh và nô bộc là nhân này, liên quan đến tượng là quan lộc và liên quan đến vật là điền. Xét về định vị nam nữ thì người này là âm nam thì người ta sẽ ăn vào sao quý phá cự âm là tức là người này âm nam thì ở đây bốn sao đều là nữ nhân tinh ấy. Ông nhầm rồi. Đọc lại tên sao? Quý phá Ham cự âm gì? âm Quý phá tham cự âm nam. âm Thế à sao mà đúng bảo rồi có thiện bốn là tham sao là lam nữ nhầm nhân? em nhầm em nhìn cái sao Liêm Trinh kia, bởi vì em nhớ là Liêm Trinh có Nó kỵ mà nó ở bên trên thế này bảo là nhìn cho kỹ bao là rồi. lão Ok. là loạn. Bây giờ Thì định vị của họ thì ở đâu? định vị của người này sẽ là ở tham lam, liên quan đến vấn đề liên quan đến quan lộc. Thì định vị ở quan lộc đúng không? Thì tức là gì? Cuộc đời diễn biến liên quan về quan lộc nhiều đúng không? Tiếp tục. Quan lộc người ta phải có những cái gì? Nhìn thấy được cái gì ngay? Thấy khí là phải thấy ngay. Khí còn không loạn nhé. Cái lá này nhìn trông rất là rõ luôn. Từng từng khí một. Không hề bị loạn. Thì người này bị khó phát triển. Như thầy nói thì cần phải phá vỡ cái trạng thái này, thì có nếu mà xét về thủy thì sẽ có hai trạng thái để phá. Thứ nhất là thủy sinh mộc Ừ. là chính tài, và cái gì mà là thổ khắc thủy nữa, thì Ừ. có hai trạng thái đấy để phá vỡ cái sự cân bằng đó. Ừ. Thì có Tiếp thể là tục. làm những cái ngành nghề liên quan đến thủy, à Ừ. còn đến mộc thì có thể làm những cái ngành nghề liên quan đến giảng dạy, liên quan Ừ. đến nông nghiệp, liên quan đến giảng dạy này, nông nghiệp này, liên quan đến xây dựng, thì đó là các cái công việc người này nên làm để phá vỡ. Và đặc biệt là vào những cái năm, đặc biệt là vào các cái năm như là năm 3 tuổi, 15 tuổi, 27 tuổi, 39 tuổi.
thì nếu mà làm những cái ngành nghề liên quan đến mộc thì có thể là công việc nó sẽ ổn hơn. Tiếp tục nhìn nữa, nhìn sâu vào xem nào, xem có cái gì. Nhìn sâu à? Đọc được có mỗi thế. Ông Thì thầy phải xem em đọc câu nào chứ. Ví dụ là bây giờ thì em nhìn thấy tổng thể của cái lá này nó sẽ bị những cái gì tương quan đến những cái gì nữa. Đầu tiên là đồng tổ cũng trở thành âm dương, kìa, phản bối trở thành âm dương. đúng rồi, người này bị phản bối ở Đúng rồi, thì... ông đang ông nghiên cứu nhiều nhất rồi, nói thầy thầy tư thầy phải gợi ra thì em mới nói được, chứ chứ đi. nếu mà xét tất cả các cái kỹ pháp thì trên một lá số cũng khá là nhiều. Thì nếu mà xét về phản bối thì có phản bối giữa quan lộc huynh đệ với cả tật ách, thì có thể là các vấn đề liên quan đến quan lộc sẽ làm ảnh hưởng đến cái sức khỏe, đến nội tâm của người này. Thứ hai là các vấn đề về huynh đệ, tức là về bạn bè, cũng sẽ dễ ảnh hưởng đến cái nội tâm, tức là gây ra những cái tác động không tốt cho cái người này. Thì xem nào, tiếp theo thì ở mệnh thì có là Ất Cơ Lương Vi Quý Phá Cự, là Phá Quân với Tử Vi thì nó cũng không cùng cùng tính diệu lắm. Mà xét ở mệnh thì người này lại bị phá tượng C ra, mà C thì pháp tượng về Điền Trạch, thì có thể là người này sẽ dễ là ly khai gia đình từ sớm, Rồi. hoặc là các vấn đề liên quan đến tích lũy tài sản thì người này cũng không được may mắn cho lắm. Nhưng mà C thì cũng là một khí là nó khá là yếu, nó cũng là một khí khá là yếu, thành ra là cũng chưa đến mức lo ngại, theo em là như vậy. Đặc biệt là vào những cái năm 11 tuổi, 23 tuổi đó, 33 năm thì lưu ý các vấn đề liên quan đến phá tài ra. Tiếp theo thì phá tượng của tật ách này, canh nhật vũ âm đồng, thì người này lên chú ý các vấn đề liên quan đến hạ bộ, liên quan đến đường ruột, thiên đồng, thủy, Rồi. và nó phát pháp tượng về quan lộc rồi, thì đúng là các vấn đề liên quan đến quan lộc thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người này. Là số này ít tự hóa đây, để em xem còn vấn đề gì không. Ít tự hóa mà vẫn phải xem ra được hết cuộc đời người ta chứ, bây giờ cứ nhiều tự hóa thì ông lại thành loạn. Nhưng mà Tức là xem tư hóa và điều để em xem còn vấn đề gì không nhỉ. Xét theo tinh diệu luôn được không thầy, chứ ông không thích xét xét tư kiểu gì hóa. cũng được, ông bao nhiêu cái kiến thức tôi đã dạy như thế rồi đúng không, bây giờ đem hết kiến thức đấy vào tổng hợp. Thì ví dụ như là nếu mà xét theo kiến thức liên quan đến thầy cho em mấy giây em nhìn tổng quát lại phát nữa nha thầy. Loa đi. Thường mình cũng phải, thầy cũng phải Này. cho em 5-10 phút để em nghiên cứu tổng thể chứ, đúng không? Cứ nhìn nhìn đi. Để em xem nào. Ất Cơ Lương Vi Nguyệt Tật Cái Thủy này thì cũng nói với mọi người ấy là thật ra không không đọc quá nhiều đâu, cứ học đúng cái dẻo kiến thức mà tôi phổ cập thôi. Và nó chỉ cần nghiên cứu trên cái lượng kiến thức của tôi, nó đọc ra tí nữa tôi sẽ chia sẻ cái lá này là của ai. Một cái thì mọi người sẽ thấy là tất cả những cái lời của Lâm nó chính xác rồi. Một người rất nổi tiếng trên thế giới. À đây rồi, em quên chưa xét cái này là các cái bộ bộ cho nào ADC thì đều ở trong nội cung hết, thì người này có thể làm tự do hoặc là làm những công việc liên quan đến làm công ăn lương cũng được, hoặc làm tự do hoặc là liên quan đến nghệ thuật. À không 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 liên quan đến nghệ thuật, em nhầm. Thì chủ yếu là làm tự do và làm những công việc liên quan đến làm công ăn lương. Tiếp theo thì cung nô bộc phi kỵ về huynh đệ, mà kỵ lại lấy từ quan lộc, thì suy ra là các vấn đề về huynh đệ thì bị ảnh hưởng nhiều, và các vấn đề liên quan đến bạn bè hoặc là đồng nghiệp ở trong công việc. Người này Điền Trạch thì có C, thì cũng có thể là các vấn đề liên quan đến tài sản thì cũng có thể là sẽ được khá là tốt, nhưng mà cái âm nó lại hãm. A ở mệnh thì người này là có xét tính cách không thầy? Xét hết à? Cứ Thì nói là phá theo phá 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 quân. Nếu mà xét về tính cách thì người này như như thầy nói thì tử vi phá quân nó ở mệnh, thì cái tính cách người này cũng hơi kỳ quái một chút, lúc thế này lúc thế kia.
lúc thì rất là hổ báo nhưng mà lúc thì lại khá là bình hòa, đấy là tính cách ở bên ngoài. Ở bên trong thì cũng là một cái người mà khá là văn vẻ, khá là có khiếu liên quan đến nghệ thuật. Rồi. Nhưng khá là có khiếu liên quan đến nghệ thuật, nhưng mà nội tâm thì cũng là khá là bình hòa thôi, bình thường thôi. Nhưng mà cái tính cách bên ngoài người ta nhìn vào, hoặc là cái tính cách mà nhiều người nhìn thấy nhất, thì vẫn là có phần gì đấy nó hơi dị một chút. Rồi, ok. Nhất là đây là một cái việc cả tôi cũng kiểm tra thử xem. Tức là nếu mà một người tập trung học ấy và luận thì mọi người chỉ cần dựa trên có gần đấy kiến thức của tôi thôi mà mọi người có thể luận ra được như thế thì cũng rất là kinh khủng. Bởi vì là Lâm như thế là học cũng rất là chắc, học rất là chắc. Rồi, thì thứ nhất lá số này tôi chia sẻ luôn, đây là lá số của Lý Liên Kiệt. Người này chính là Lý Liên Kiệt. Đó, à, có thể là cách nhìn nhận nó vẫn còn, nó vẫn bị theo một cái quy củ, nó nhìn nó chưa, ví dụ như là chẳng hạn như là Lâm thì vẫn phải phải chờ để nhìn, đó, chờ để nhìn. Thì cái này nó rất là đơn giản thôi. À, vừa rồi dạy cho mọi người cái việc là định vị của họ ở đâu, đúng không? Thì thứ nhất là La Nhân Cung. La Nhân Cung có phu thê thì cuộc đời con người này mới tốt được với quan lộc, nó do cái đê này này, do phu thê động, phu thê động đê không, thì bản thân là khi mà đã động đê ấy, thì phải có phu thê thì quan lộc mới tốt được, tức là lúc nào cũng phải có vợ hoặc là phải có người khác giới, thấy La Nhân Cung ấy. Cái thứ hai đấy nữa là người này quý phá cự âm tham, liên quan đến tham lang, thì một khi đã là sao tham lang là định vị chính họ không, là người âm nam này, thì họ là quan lộc. Khi mà liên quan đến quan lộc không thì cuộc đời con người này người ta sẽ rất là trọng vào các vấn đề về công việc, là biểu hiện hết ở trong cuộc đời ấy, nó sẽ liên quan rất là nhiều hiện tượng về công việc, và các cái hiện tượng về công việc này làm chủ khí D, mọi người đều biết rất là rõ không, à, khí D nó phải tốt nhất là nằm ở nội cục, nằm ở ngoại cục thì thật ra nó rất là khó có, bởi vì là khí D nó liên quan đến tiền không, muốn có được tiền thì cái khí D nó phải nằm ở trong mệnh tài quan điền phúc, đó nó có 6 cái cung nội đấy thôi, cho nên khí D đầu tiên chắc chắn nó phải nằm ở trong mệnh tài quan điền tật phúc, đây là cái điều rất là quan trọng. Nhưng khí D thì đương nhiên tất cả chúng ta đều biết rồi đúng không, nó là áp lực, nó là vất vả, nó là nợ, nó là khổ. À, khí D ở trong quan lộc công việc khổ chắc chắn, công việc cực kỳ khổ, thì công việc của Lý Liên Kiệt đúng không, chắc chắn là nó rất là khổ, công việc đóng phim mà đó. Và toàn bộ cái khí D của họ cấp khí, nhìn không, D cấp khí này ra đây, D cấp khí ra đây này, ngoài ra đấy nữa mọi người nhìn thấy không, có một tí C ra thôi, còn lại toàn bộ là khí D hết. Theo nên là cái cuộc đời con người này rất là cực, cực với gì, cực với huynh đệ này, huynh đệ thì nó thuộc về gì, về chúng sinh cung rồi đúng không, chắc chắn là người ta phải cực với cả người hâm mộ rồi đúng không, phải làm mọi cái kiểu để người ta có được người hâm mộ rồi, cho nên là người ta sẽ phải rất là cực với cả tuyến chúng sinh, cực với thân thể của chính họ đúng không, tiền bị tai nạn nghề nghiệp rất là nhiều đúng không, cuối đời ông ấy chết vì cái bệnh gì, cái bệnh mà lúc nãy bảo liên quan đến phù súng đấy đúng không, bệnh về nước đấy, ông ấy bị cái tuyến gì nhỉ, tuyến gì mà tuyến giáp này, xong là cái gì gì nữa, mấy cái bệnh đấy, thì đại loại là liên quan. Tôi thì cũng không chuyên sâu lắm cái mảng mà xem hóa khí của sao về bệnh, à nhưng mà có thể là tới thì sẽ nghiên cứu thêm cái mảng đấy một chút để quan sát, thì bây giờ cũng rất nhiều anh chị em quan sát về bệnh ghê quá. Thế thì bệnh của Lý Liên Kiệt là chắc chắn rồi đó, đây là cái sự việc mọi người đọc báo đều biết đúng không, công việc của ông ấy thì cũng rất là bận, à bận và cực nhọc, muốn có được tiền thì hại thân thể đó, thân thể có phá tượng đó, rất là rõ ràng, đều gờ cấp khí đến gì, tất cả nó do quan lộc hết, quan lộc của ông cấp khí ra mà đó, cấp khí ra. À thế thì khi mà cấp khí ra đấy thì bản thân của người này là người ta phải lao động rất cực. Điều gì nữa chúng ta có thể quan sát được ngay ở đây đúng không, điều gì nữa, công việc là khí D, khí D cấp vào đâu, cấp ngay vận 14 này, người này đi làm từ rất sớm luôn, người này đi làm từ rất sớm luôn, mà Lý Liên Kiệt là xa quê mà, lúc nãy là Lâm phân tích thì đương nhiên là đúng rồi đúng không, ông ấy là xa quê, ông ấy sang Mỹ, ông ấy phải thường đi, muốn có tiền thì ông ấy phải đi thôi,
chứ biết làm nào, công việc của ông ấy là ông phải đi đi khắp nơi trên thế giới luôn đó, công việc ở xa quê và rất là cực nhọc, và nó phải liên quan rất nhiều đến chúng sinh đó, một cái khí đê liên quan đến chúng sinh, một cái khí đê liên quan đến phu quan đúng không, một khí đê liên quan đến tật phụ đó, là phải có vừa hại thân thể nhưng mà vừa phải có được cái sự trợ giúp của phụ mẫu, giấy tờ này nọ, các cái người mà mạnh thường quân ấy, đạo diễn này nọ người ta ủng hộ không thì mới có thể phát triển được, hoặc là các tiền bối người ta sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều, bị ảnh hưởng đến rất là nhiều thì mới có được cái danh vị thành công, họ mới có được cái danh vị thành công được. Và cuộc đời của người này đúng không, trong mệnh của họ, định vị của họ là tham lang không, định vị của họ quý là phá đúng không, phá quân, quý phá cự âm tham đúng không, ất cơ lương tử, thì cái tử vi liên quan đến C, phá quân liên quan đến A đúng không. Mệnh của họ có hai người đàn bà, mệnh của họ có hai người đàn bà mà rõ ràng liên quan đến tuyệt phu thê không đó, thì A với D phối với nhau là một đúng không, mà trong cái cung mệnh của họ có hai người đàn bà. Lâm phân tích thế cũng đúng, chính xác, không có vấn đề gì đó. Thật ra là mệnh của họ có rất nhiều người đàn bà, bởi vì là còn liên quan đến cả cái điền trạch này này, có một cái thái âm nữa không đó, thì cũng liên quan đến một người đàn bà nữa. Thì bản thân của người này thì họ sẽ rất là đào hoa, đó là việc bình thường đúng không, một người diễn viên nổi tiếng như thế, giàu như thế, có nhiều tiền như thế thì là việc rất là bình thường, còn công việc cực nhọc nhìn ngang phát biết đúng không, về cái cuộc đời này sẽ rất là trọng cái sự nghiệp, bởi vì tiền ở đây mà, D nằm ngay ở trong quan lộc không đó, thì tiền của họ nằm ngay trong quan lộc, tiền của họ ở trong đấy, cực nhọc của họ nằm ở trong đấy, tất cả trên cái mệnh bàn này bị thao tác bởi khí D. Đây là một việc chúng ta nhìn thấy nó rất là đặc biệt đúng không? Một mệnh bàn thì nếu mà nhìn sơ thì cảm thấy rất là cực đúng không, nhưng mà cực như người ta có tiền đúng không.